Hà Nội vừa tiến hành đấu giá khu vực Hoài Đức, phiên đấu giá 19 thừa đất thuộc xã Tiền Yên, kéo dài xuyên đêm. Từ giá khởi điểm 7,3 triệu đồng một mét vuông sau 7 vòng, lô cao nhất được đẩy lên hơn 121 triệu đồng một mét vuông. Lô cao nhất là lô góc hai mặt tiền, ký hiệu LK037. Diện tích hơn 118 mét vuông, giá lên đến 121,3 triệu đồng một mét vuông. Thứ hai là lô ký hiệu LK036, diện tích hơn 91m2, được đấu giá 97,3 triệu đồng một mét vuông. Tiếp sau là hai lô ký hiệu LK042, LK048, có mức giá hơn 91 triệu đồng một mét vuông. Một số nhà đầu tư tham gia đấu giá cho biết đây vẫn chưa phải là mức chúng đấu giá cuối cùng. Còn khoảng hơn 200 người tiếp tục vào vòng đấu số 8. Còn khoảng hơn 200 người tiếp tục vào vòng đấu thứ 8. Như vậy, sau 7 vòng, có lô đất đã được trả với giá cao gấp hơn 16 lần giá khởi điểm. Đến 23 giờ, nhiều người vẫn tiếp tục đấu giá 19 lô đất, một số đã ra về khi giá leo thang quá cao. Nhiều người tranh thủ lúc kiểm phiếu chờ công bố giá chúng, ăn vội để lấy sức, tiếp tục đấu giá. Cùng nhóm đầu tư tham gia phiên đấu giá, người đàn ông chia sẻ, nhóm anh tham gia đấu giá 5 lô liền nhau và quyết mua cả 5 lô này sau 5 vòng đấu, nhóm của anh vẫn đang dẫn đầu về giá, anh không giấu dự định chỉ giữ lại ba lô, còn hai lô sẽ bán sang tay sau phiên đấu giá. Trước đó, từ sáng sớm, nhiều người đã tập trung tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức Hà Nội để tham gia đấu giá 19 thửa đất. Theo ghi nhận, phiên đấu giá này có hơn 700 hồ sơ với khoảng 400 người tham dự. Diện tích các thửa đất từ 74 đến 118 m2, giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng một m2 khoản tiền đặt cọc tham gia đấu giá đất giao động từ 109 đến 172 triệu đồng một lô. Để sở hữu lô đất, nhà đầu tư phải trải qua nhiều vòng trả giá với mỗi bước giá tối thiểu 6 triệu đồng một mét vuông. Quy định này nhằm ngăn tình trạng người tham gia thông đồng trúng giá với giá thấp. Đáng chú ý, vào cuối giờ chiều, dù phiên đấu giá chưa xong, nhưng gần khu vực diễn ra đấu giá, nhiều nhóm đã lập điểm tiếp nhận thông tin của khách hàng quan tâm để có thể sang tài ngay các lô đất với mức giá tranh quanh 200 triệu đồng hoặc cao hơn tùy thuộc vào vị trí và độ quan tâm của nhà đầu tư. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện các tin giao nhận mua bán các lô đất đấu giá với giá tranh từ 100 đến 300 triệu đồng, dù chưa có kết quả, chúng đấu giá. Còn tại khu đất đấu giá, một số mô giới đã dựng lều từ sớm để đón khách. Một số mô giới cho hay giá đất thổ cư xung quanh khu lòng khúc xã Tiền Yên huyện Hoài Đức hiện ở mức 80 triệu đồng một mét vuông đối với đất mặt đường, trong khi mặt ngõ ở mức 40 đến 50 triệu đồng một mét vuông. Đến khoảng 4 giờ 30 sáng nay, 20 tháng 8, phiên đấu giá mới kết thúc. Trong những năm gần đây, tỷ lệ người mắc các bệnh lý về xương khớp đang ngày một gia tăng trong cộng đồng, chiếm tới 35% dân số không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà tỷ lệ người trẻ mắc nhóm bệnh này cũng đang trở nên đáng báo động. Đứng trước thực tế này, Khang Linh Phạc Ma đã dành nhiều năm nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm viên khớp Khang Linh là thành quả truyền sau đề tài khoa học cấp nhà nước về bột đạm thủy phân độc quyền của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Bột đạm thủy phân HPP 2023 trong viên khớp Khang Linh là thành phần độc quyền đầu tiên được chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có chiết xuất từ mô sụn của sinh vật biển bằng công nghệ hiện đại, cung cấp đầy đủ các axit amin cần thiết với nguyên vẹn hoạt tính, giúp sửa chữa, tái tạo, phục hồi, bảo vệ toàn bộ tổ chức khớp bao gồm sụn khớp, xương dưới sụn, tăng tiết dịch khớp. Chiết xuất vỏ liễu trắng giúp giảm đau, chống viêm một cách tự nhiên, an toàn tuyệt đối, không gây viêm lết dạ dày và các tác dụng phụ khác giúp cải thiện khả năng vận động của khớp. Canxi từ tàu đỏ, rutin, vitamin C hỗ trợ tăng mật độ khoáng xương, tăng độ bền thành mạch, duy trì sự chắc khỏe của xương khớp, tăng cường đề kháng cho cơ thể. Các vitamin B1, B6 giúp tăng dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ giảm các triệu chứng tê bì ở những người thoái hóa cột sống bị chèn ép dễ thần kinh. Việt Nam đang nằm trong giai đoạn dân số vàng, thế nhưng những người bị xương khớp lại rất cao và không ngừng gia tăng đây là nhóm bệnh người mắc chỉ chú ý khi đau và có các dấu hiệu lão hóa. Theo các chuyên gia, người dân cần hành động ngay để bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách thường xuyên vận động giúp cơ xương khớp linh hoạt, giảm thiểu loãng xương, chăm sóc sức khỏe tinh thần, chăm sóc dinh dưỡng, sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị và làm chậm quá trình lão hóa xương khớp. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với chương mục điểm báo với những bài viết đáng chú ý đăng tải trên các trang báo số ra sáng nay. Mở đầu là một bài viết được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ có nhan đề. Bộ Y tế đề xuất người mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo được chi trả 100% mức hưởng bảo hiểm y tế. Tại báo cáo đánh giá tác động của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế lần 2, Bộ Y tế đề xuất quy định tỷ lệ hưởng bảo hiểm y tế 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng Đối với một số trường hợp đặc thù không phải theo trình tự thủ tục khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp người bệnh được chẩn đoán xác định đối với một số bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, thủ thuật phức tạp hoặc là sử dụng kỹ thuật cao được đến thẳng cơ sở khám bệnh chữa bệnh có chuyên khoa, năng lực chuyên môn kỹ thuật cao hơn theo quy định của Bộ Y tế. Theo đánh giá của Bộ Y tế, quy định này giúp tiết kiệm chi cho quỹ bảo hiểm y tế, do người bệnh sẽ không phải khám nhiều lần ở cấp dưới và khám lại ở cấp trên. Từ đó góp phần giảm số lượt người khám bệnh và tăng tính hiệu quả của mỗi đợt điều trị. Cũng như là người dân có thể tiết kiệm chi phí đi lại và chi phí đồng chi trả trong trường hợp họ phải tự đi khám và chữa bệnh vượt cấp. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một vài viết tiếp theo được đăng trên báo tuổi trẻ với nhan đề là điểm chuẩn đại học 2024, kinh hoàng mỗi môn 9 điểm nhưng mà vẫn trượt. Điểm chuẩn đại học năm nay thì đã có nhiều biến động, đặc biệt là các ngành tuyển tổ hợp văn, sử, địa, điểm chuẩn cao chất vót. Không ít ngành thí sinh đạt 9,6 điểm mỗi môn nhưng mà vẫn rất nguyện vọng đăng ký. Điều này thể hiện rõ nhất ở khối ngành sư phạm. Những năm trước thì điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm văn sử địa có cao hơn nhóm ngành sư phạm khoa học tự nhiên nhưng mà không quá cách biệt, nhất là sư phạm toán, thế nhưng thì năm nay khoảng cách này đã được nới rộng. Đơn cử là trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, ngành nào điểm chuẩn cũng tăng và cao nhất là lên tới 8,5 điểm. Tương tự nhiều ngành có điểm chuẩn 15, 16 ở năm trước thì năm nay lại vọt lên tới là 25 điểm chẳng hạn như là ngành Việt Nam học ở trường học sư phạm Hà Nội 2. Năm trước thì điểm chuẩn chỉ có là 16,4 thôi, nhưng mà năm nay thì lại hóa rồng với điểm chuẩn lên tới là 25,07 điểm. Bài viết đáng chú ý tiếp theo đăng tải trên báo Tiền Phong có nhân đề, nhiều ưu đãi nhưng vẫn thiếu giáo viên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm trung bình thành phố cần tuyển thêm gần 5.000 giáo viên cho các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, thế nhưng số giáo viên trúng tuyển chỉ đạt khoảng 50% so với nhu cầu, thậm chí có môn học không có ứng viên. Theo bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cũng cho biết là những năm qua có một số vị trí việc làm không có hồ sơ đăng ký hoặc là có rất ít hồ sơ dự tuyển. Cùng với đó, khi có một số viên chức xin thôi việc, nghỉ hưu và số học sinh tăng hàng năm dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên. Nhiều năm qua, huyện miền núi Tân Phú của tỉnh luôn rơi vào tình trạng thiếu giáo viên và hiện nay thì thiếu tới 180 giáo viên nhân viên. Trong đó, bậc mầm non thiếu 36 người, bậc tiểu học và trung học cơ sở cùng thiếu 72 người. Và đây là tình trạng chung của rất nhiều địa phương hiện nay trong vấn đề là thiếu giáo viên, mặc dù đã có rất nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ. Một bài viết đáng truy khác được đăng tải trên báo Dân trí với tựa đề là mang bánh trung thu Việt có thịt lợn vào Đài Loan thì đã bị phạt là 156 triệu đồng thưa quý vị. Được đối tác người Việt Nam tặng một hộp bánh trung thu có nhân lạp xưởng, vị khách không biết nên là đã không khai báo và đã bị nhận phạt 200.000 đài tệ tương đương với 156 triệu đồng tiền Việt. Và chuyến đi từ Việt Nam sang Đài Loan của vị khách này vốn dĩ là hoàn toàn suôn sẻ. Cho tới lúc nhập cảnh thì đã bị giữ lại với lý do là nhân viên hải quan phát hiện có hộp bánh trung thu trong túi đổ và chưa được khai báo. Được biết thì đó là hộp bánh trung thu có nhân lạp xưởng xúc xích và đây thì đều là những chế phẩm từ thịt lợn. Một quy định mới nhất được ban hành là mọi loại thịt động vật, bao gồm thịt khô, thịt tươi, thịt đông lạnh thì đều bị cấm mang vào lãnh thổ Đài Loan. Kể cả những vật phẩm sấy khô hay là các chế phẩm từ thịt như là xúc xích, lạp xưởng, trà bông, giam bông, dù đóng gói hay là được hút chân không kỹ càng thì cũng không thể mang theo. Vì vậy mà quý vị chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu ý với những món hàng chúng ta được mang khi mà nhập cảnh vào bất kỳ một quốc gia nào. Trong phần tiếp theo của chương trình, cùng đến với tiểu mục chuyện thường ngày Giữ lửa làng nghề bánh trung thu truyền thống ở Hà Nội. ngành nuôi trai của Croatia đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Phát hiện xác chiến hạm bọc thép thời Thế chiến thứ nhất dưới đáy biển. Quý vị và các bạn đang theo dõi y tế trong ngày trên VTC14. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn, giảm thiểu đến mức thấp nhất lây nhiễm sởi trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh, ngày 19 tháng 8, Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, kiểm soát lây nhiễm sởi trên địa bàn toàn thành phố, bao gồm cả hoạt động tiêm chủng. Hạn chế số lượng người thăm bệnh và chỉ cho phép những người đã được tiêm phòng sởi đầy đủ vào thăm người bệnh mắc sởi. Bộ y tế đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị người bệnh sởi kịp thời, giảm tới mức thấp nhất các trường hợp chuyển nặng tử vong. Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng phó với bệnh dịch như là quy trình phân luồng, khám sàng lọc, cách ly, đưa người nhiễm vào khu điều trị. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm sởi. Với các trường hợp nhẹ không có biến chứng có thể hướng dẫn cách ly điều trị tại nhà, trạm y tế. Bên cạnh đó, cần thực hiện cách ly ngay người bệnh nghi ngờ hoặc được chẩn đoán mắc sởi trong phòng cách ly có thông khí tốt, cách xa các phòng bệnh khác hoặc là khu vực đông người đi lại. Áp dụng phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa theo đường không khí cho người bệnh sởi trong giai đoạn lây nhiễm. Hạn chế số lượng người thăm bệnh và chỉ cho phép những người đã được tiêm phòng sởi đầy đủ vào thăm người bệnh mắc sởi.